Giới tử vi tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, phước lớn mệnh dày, đường đời rộng mở, từ 52 tuổi, chuẩn bị 3 điều này, tránh được khổ ngập thân, phú quý an khang, thịnh vượng viên mãn. Quý Tín chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, từ cổ chí kim, con người ta đã quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau rồi. Tuy nhiên, thời thế cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng vì thời thế thay đổi, tai ương, dịch bệnh mà vỡ nợ phá sản, tuổi trẻ đang giàu sang vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, vĩnh viễn không cất đầu lên được. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương một kiếp, nhưng vì kiên nhẫn đợi được thời thế, nên từ sau 52 tuổi là lúc tuổi Quý Sửu đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được 3 điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Quý Sửu theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ 52 tuổi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì? Xin mời Tín chủ chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, người cầm tinh con trâu, sống thiên về cảm xúc và ưa thích cái đẹp, vậy nên họ nên tìm một nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực đó. Họ thường lo lắng, áp lực vì tương lai, nhưng họ không mấy khi chia sẻ với ai hay tìm những lời khuyên vì những dự định tương lai của mình. Lúc còn trẻ thì tài vận của họ không quá suôn sẻ, nhưng từ giai đoạn trung niên sẽ cực kỳ hanh thông, thuận lợi và có thêm nhiều cơ hội làm ra tiền. Họ là người chăm chỉ, có tính nhẫn nại, khả năng chịu đựng cao nên có thể vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Tuổi Quý Sửu thường nói đi đôi với làm. Một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi, vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện, đặc biệt họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt, giống như con trâu phải cần cù, chăm chỉ vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả. Rất ít người tuổi Quý Sửu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi làm việc, họ tự do và độc lập, không dựa dẫm, ỉ lại vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Quý Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, nếu xét về vận số thì lại có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Quý Sửu, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ cá tính. Quý Sửu tử được biết đến với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, là con trâu của sự hòa thuận, tài lộc đủ đầy. Thế nhưng, bản mệnh tuổi Quý Sửu này lại thuộc mệnh tang đố mộc, nên cuộc đời của một Quý Sửu trong những năm tháng thanh xuân ẩn tàng khá nhiều gian truân và mỏi mệt. Bằng bản lĩnh, ý chí, sự kiên cường và cái bướng lì trời sinh, cuối cùng thì Quý Sửu cũng vượt qua được gian truân mà thăng hoa thành tựu. Chỉ là cái cuộc hành trình nhiều mỏi mệt và lắm chông gai thì không phải là thứ đẹp đẽ nhiều để thật sự thấy thỏa mãn. Thành thử, đường dễ họ không đi, họ thích đi đường khó, lơn lẹo họ không thích, họ thích theo đường thẳng, lựa chọn nhàn tản họ không theo. Họ thích đi theo những gì mà bản tâm họ mong muốn, đợi chờ vào những điều và bản tính họ mong chờ. Tiếc rằng, chưa đâu vào với đâu, vạn sự dù có cố gắng, dù đã nỗ lực, dù đã trông chờ và kiên cường bất khuất thì cũng phủ lên mình một sắc buồn u ám vì lựa chọn. Nếu đã sai, tựa như gieo phải một hạt mầm bị lép thì làm sao mọc lên được một thân cây mạnh khỏe và ung tùm. Dẫu ta đã cố, dẫu ta đã vun trồng, dẫu ta đã hết lòng, hết ý, hết dạ, hết tâm thì cuối cùng đổi lại cũng vẫn cứ là thân yếu tàn trôi, chỉ được một cái duy nhất, nó đã thỏa cho những điều Quý Sửu mong mỏi. Dù sai ở hiện tại, sai ở tương lai, nhưng nó đã đúng với Quý Sửu ở quá khứ, nó đã đúng với cảm xúc, với suy nghĩ, với những trái tim lưu ly mà Quý Sửu gửi gắm. Nó ẩn tàng sự bất khuất không thỏa hiệp, nó ẩn chứa sự mạnh cường lắm lúc đến điên dại, đến ngông cuồng. Miễn là Quý Sửu dù ta muốn, dù không, dù đúng, dù sai, dù khó, dù dễ, thì ta sẽ vẫn cứ làm. Cái chất bướng lì đấy quả thật dễ khiến những người có cuộc đời nhàm chán, nhàn tản ngưỡng mộ lắm thay. Trong suốt cuộc hành trình 50 năm cuộc đời, Quý Sửu đã có một cuộc sống có nhiều trải nghiệm, có thăng, còn trầm, có lên, có xuống, không ngồi yên thụ động, không chịu sự sắp xếp của mệnh số. Có lúc Quý Sửu là người bị thiệt, lắm lúc lại đóng vai kẻ ác vào thân. Nếu nhân sinh như một sàn sân khấu, Quý Sửu đã trải qua biết bao nhiêu là vở kịch. Không nhớ nữa, chỉ biết là có kịch buồn, có kịch vui, có kịch cuốn hút, có kịch buồn ngủ. Kết quả của Quý Sửu ở hiện tại có thể chưa được rực rỡ, có thể chưa được tỏa sáng vô biên, nhưng ít nhất cũng có thứ để ngồi xuống.
ngẫm lại nở một nụ cười, hơi buồn mà cũng thoáng vui cho cái chất ngông nghênh của chính mình. Cho một thời tuổi trẻ, không nên uổng thời thiếu niên. Hiện tại của Quý Sửu, người ta luôn nói không ai đối nước vài lần trên cùng một dòng sông. Cái thú vị của Quý Sửu là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sau đó lại hăm hăm hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân. Cái bản tính trời sinh nóng vội, bất chấp tất cả và luôn muốn ngay và mau của Quý Sửu lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa. Nhưng giờ đây bản thân Quý Sửu thay vị chỉ hùng hục làm như trâu như ngựa thì cũng đã biết đôi khi dừng lại lang thang gặm cỏ bên suối. Họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo. Dĩ nhiên, cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa, nhàn tản, Quý Sửu sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm. Thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại của Quý Sửu. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng sinh cùng với Quý Sửu từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cái cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Ở Quý Sửu hiện tại là nghị lực phi thường, sự chín chắn và lạc quan, tiến tới tương lai, Quý Sửu nhờ có đầu óc thông tuệ hơn người, lại có duyên giao tiếp, mà gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, nên cho dù mệnh cách có xấu đến đâu đi chăng nữa, thì con giáp này vẫn có cách cải vận cho mình, mục tiêu đã đề ra là phải được hoàn thành. Con giáp này tự hứa với lòng mình như vậy, không thành công thì không dừng lại, quả không hổ danh là con giáp vượt khó thành công, tay trắng dựng cơ đồ, ý chí quyết tâm và kiên cường, bề bỉ. Chính là bí quyết để những con giáp có chí tiến thủ như bạn, nên từ 52 tuổi trở đi, sau khi đã vượt mọi chông gai, khổ đến mấy cũng cố gắng vượt qua. Nhờ vậy, càng khó khăn, họ càng tìm thấy cơ hội cho bản thân thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, ai nghèo sẽ đổi vận, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn. Theo tử vi chọn đời dự báo, thì khi bước sang tuổi 52, vận mệnh của Quý Sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy. Khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp, thời điểm này, Quý Sửu nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần Quý Sửu mạnh mẽ, vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Đặc biệt là nguồn thu nhập của Quý Sửu được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan, tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Quý Sửu làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần Quý Sửu thực sự cần cù, siêng năng hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Quý Sửu rồi đấy. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Đầu tiên về công danh sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, người này mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Từ những năm 40 tuổi trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Đa phần những tuổi Quý Sửu đều có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt mọi gian khổ. Chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Quý Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng, nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, rất phù hợp làm trong các lĩnh vực xây dựng, nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt, người tuổi Quý Sửu rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề, chính trị, ngoại giao, giáo viên. Trong công việc, tuổi Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ thường lo lắng về sự nghiệp, nhưng ít khi bộc lộ điều ấy ra bên ngoài. Họ cũng ít gặp sóng gió trên con đường sự nghiệp, tài vận sẽ thuận lợi, tiền đồ sán lạn vào trung vận. Khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết. Tuy nhiên, một số yếu điểm mà người tuổi Quý Sửu nên khắc phục để công việc luôn được suôn sẻ, nên bỏ tính bảo thủ ngoan cố, cứng nhắc, độc đoán trong công việc. Họ là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Quý Sửu,
họ sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của người khác. Tuy nhiên, không được khéo léo trong giao tiếp, bởi vậy nên thay đổi để xây dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nhìn chung, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ luôn có kết quả tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Về phương diện tài lộc, theo tử vi chọn đời, dự báo tài lộc của Quý Sửu sinh năm 1973 sáng sủa, tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư giả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Thời trẻ người tuổi Quý Sửu ngay thẳng, thật thà nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng vì đức tính chăm chỉ, siêng năng để tạo ra của cải, nên đôi lúc được ban cho vận may làm ăn, nhờ vậy cuộc sống luôn sung túc, đầy đủ. Khi vào trung vận đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có cho mình hướng đi và nhiều cách kiếm tiền, tuy nhiên, đa phần tuổi Quý Sửu thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen, nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của nhà không ít, có nhà cửa, đất đai, tiền bạc, đồ giá trị, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm, buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài, nếu có thể sửa được những điểm này thì tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý. Trong cuộc đời tuổi Quý Sửu, tài lộc bình bình ở tiền vận, nhưng vụt cao sáng sủa vào thời kỳ trung vận. Bạn có thể yên tâm bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng, ngoài ra còn có nhiều cơ may trong đời để đổi vận giàu có. Tuy nhiên không tin dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được, vì thế tuổi Quý Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư, hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. May mắn tuổi này có con cái thành đạt, về sau nhận được lộc trời ban, nhà cửa khang trang, đất đai cũng không ít, về già sống ấm no, hưởng phúc. Vận mệnh của tuổi Quý Sửu có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi, làm ăn hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Quý Sửu có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác thì sẽ rất thành công. Đó là Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ. Những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững vàng, đem lại may mắn và tài lộc cho Quý Sửu. Ngoài ra, Quý Sửu không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, đây là hai tuổi đại kỵ với tuổi của Quý Sửu. Nếu làm ăn, hợp tác kinh doanh với những tuổi này sẽ khiến cho Quý Sửu nhiều lần gặp phải khó khăn, lỗ nhiều hơn lãi. Về phương diện tình cảm gia đạo, tình duyên bao gồm vận đào hoa của người độc thân, hôn nhân có bền vững, lâu dài có nảy sinh quan hệ ngoài luồng hay không. Cuộc sống gia đình như thế nào, gặp vận đào hoa chưa chắc đều là tốt, cũng có thể hóa hung, gây mâu thuẫn tình cảm, đôi lứa chia xa. Người tuổi Quý Sửu ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Tuy nhiên, tính cách người này không giỏi giao tiếp nên thường cô độc, không biết cách nắm lấy cơ hội chủ động tiếp cận người mình có cảm tình, chính vì thế mà lỡ dở không ít cơ duyên. Không hiểu về tình yêu nên chặn đường chinh phục nửa kia của người tuổi Quý Sửu khá gian nan. Tuy nhiên, sự nhẫn nại và nỗ lực của họ nếu gặp đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng. Có điều bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng là người nhiệt tình và hướng ngoại theo đuổi. Họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắt, thủy chung, dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nam giới tuổi Quý Sửu cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Châu có hai điểm yếu chí mạng, họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu, nhưng tính cách ga lăng nên vẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Họ cũng hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nữ giới tuổi Quý Sửu tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại,
là mẫu phụ nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và ức chế. Khi yêu, người tuổi Quý Sửu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất. Họ không khoa trương, nói những lời hoa mỹ lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm mà ngọt ngào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, có phần tẻ nhạt, nhưng thực ra trong nội tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nùng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương, gắn bó lâu dài với người này, bạn cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Đường tình duyên của những người tuổi Quý Sửu không mấy thuận lợi, thường hay có nhiều thay đổi, có lẽ họ chưa biết cách làm mới tình yêu của mình. Khi bị người khác phản bội, tuổi Quý Sửu sẽ ghép trái tim của mình trong cô đơn, tuyệt vọng và vùi đầu vào công việc để quên đi buồn phiền. Họ có xu hướng tìm cho mình một nửa có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu, tuổi Quý Sửu đều hiện thực hóa mọi vấn đề. Bởi vậy, đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu của bạn là tạo ra những bất ngờ, thú vị, mới mẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm người ấy. Theo tử vi chọn đời, mặc dù đường tình duyên có hơi gập ghềnh, nhưng may mắn càng về sau, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thường có gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc, mọi khó khăn và biến cố rồi cũng sẽ qua. Về tương lai, cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, về già được hưởng phúc con cái gia đình. Trong gia đình, Quý Sửu nam mạng luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Phụ nữ tuổi Quý Sửu thì rất hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Họ luôn là hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu cũng vì gia đình, con cái mà cố gắng, nhờ vậy về sau được hưởng lộc từ con cái rất nhiều. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cuộc đời nam mạng được ông tử vi độ mạng ban cho sức khỏe, nữ mạng được bà Cửu Thiên Huyền nữ độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh, cường tráng, họ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu có thổ tính chữa nhiều trong tuổi nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, loét dạ dày. Nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh, nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thời trẻ, nhiều người tuổi Quý Sửu thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, nhưng nghỉ ngơi lại nhanh chóng khỏe lại, thế nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng, thời gian nào, vào độ tuổi nào thì sức khỏe cũng là điều quan trọng, hãy luôn lưu tâm để ý. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình, đi chơi du lịch ngắn ngày cũng giúp cho tinh thần thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng, áp lực. Ngoài ra, thì tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Quý Sửu hãy luôn nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Và bây giờ sẽ là mục vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Quý Sửu 52 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Quý Sửu, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, bước sang năm 2024, vận trình của người tuổi Quý Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Có thể nói, trong năm mới, Quý Sửu sẽ đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Năm Giáp Thìn này, Quý Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, thêm các thần ấn quan nâng đỡ, dần thoát khỏi những tác động xấu trong năm Quý Mão 2023 trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động. Áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nối tiếp nhau. Nếu bạn không thể dốc toàn lực để giải quyết vấn đề, bạn có thể gặp phải những khủng hoảng bất ngờ. Dự đoán tổng quan như sau, đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn trung bình, việc làm ăn áp lực, có thể mở rộng thêm, đi kèm với đó là những ngày tháng tất bật, vất vả, cơ hội và thách thức luôn đồng hành, thành công. Sự thăng tiến chỉ đến với những ai miệt mài phấn đấu, thậm chí chấp nhận hy sinh ở một phương diện nào đó, càng về cuối năm, vận khí càng vượng. Thăng tiến, tăng lương hay không là thời điểm này, chủ động nắm bắt, tài lộc khá tốt, tiền bạc có sự gia tăng, do có thêm nguồn thu nhập phụ khác. Tuy nhiên, kiếm được nhiều tiền, cũng đồng nghĩa bỏ ra nhiều sức lực và thời gian hơn, cẩn thận kẻo căng thẳng liên miên.
Xu hướng tiêu xài trong năm cũng nhiều, tiền có trong tay chưa nóng đã vội đi, khó mà tích lũy. Sức khỏe trung bình, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng ốm đau khó tránh, hao tốn không ít tiền của cho việc chữa trị. Trong năm lời khuyên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh căng thẳng kéo dài, khiến cơ thể suy nhược, tật bệnh từ đó mà ra. Tình cảm gia đạo trung bình, áp lực cuộc sống khiến đương số dễ bị kèn nén cảm xúc, tìm hướng chút giận sang người khác, mâu thuẫn vì thế mà nảy sinh giữa các cặp đôi. Người độc thân có chút khởi sắc về tình duyên, nhờ được thái âm cát tinh soi lối, tình cờ hay được mai mối gặp gỡ, cũng đều tìm được người phù hợp, nếu được có thể, bàn tính chuyện hôn nhân. Các tháng tốt, tháng xấu trong năm 2024. Các tháng tốt 3, 4, 5 và tháng 8 âm lịch. Các tháng xấu 1, 2, 6, 9 và tháng 12 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 2. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về những hung vận hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, người tuổi Quý Sửu có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tâm. Miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, tuổi Quý Sửu có thể thực hành thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió, mưa, thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to, thân khỏe, thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm lười nghĩ, gốc suy, thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Vật phẩm phong thủy giúp kích tài vượng lộc cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tượng Phật Di Lặc có sức khỏe dồi dào, ngoài la bàn phong thủy, với tác dụng vượng vận đào hoa cho tuổi Sửu, thì con giáp này cũng có thể lựa chọn thêm món đồ phong thủy tốt cho sức khỏe của mình, chính là tượng Phật Di Lặc. Bình thường, chúng ta thường thấy những bức tượng Phật Di Lặc làm bằng gỗ hay gốm sứ, nhưng nếu những chú trâu muốn sức khỏe của mình lúc nào cũng khỏe như trâu, thì tốt nhất nên chọn tượng Phật Di Lặc làm bằng ngọc. Khi bài trí vật phẩm phong thủy năm 2024, không thể thiếu với tuổi Sửu, gia chủ nhớ là vị trí phía bên phải phòng khách chính là vị trí tốt nhất, nên đặt tượng trên kệ cao khoảng tầm 1 mét, hướng mặt ra ngoài cửa chính, để gia chủ dễ dàng nhìn ngắm, giải tỏa căng thẳng tinh thần, cũng là để dễ thu hút các trường khí tốt vào nhà. Tuy nhiên, có điều này cần phải chú ý, nếu đã đặt tượng Phật Di Lặc ở phía bên phải phòng khách, thì góc đó không nên bày thêm những đồ linh tinh khác nữa, tránh để các yếu tố phong thủy xung khắc, ảnh hưởng đến vận trình sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn này. Đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà, tài lộc và hạnh phúc ùn ùn kéo tới, tượng Phật nên đặt ở vị trí trang nghiêm, đồng thời cần thường xuyên lau dọn vị trí xung quanh. Và chú ý không để tượng bị bám bụi, bám bẩn, không nên đặt tượng ở gần các thiết bị điện tử để tránh xung sát về trường khí. Tuyệt đối không đặt tượng Phật ở những vị trí kém trang nghiêm, kém sạch sẽ như sàn nhà, gầm cầu thang, vị trí gần nhà vệ sinh hay đặt ở nhà bếp, phòng ngủ. Tỷ hưu phong thủy. Theo truyền thuyết, tỷ hưu là con thứ 9 của rồng, cũng sở hữu ngoại hình đẹp nhất. Tỷ hưu được biết đến là con vật linh thiêng số 1, mang lại sự may mắn. Và cho đến ngày nay vẫn được nhân gian thờ phụng, kính trọng. Người ta quan niệm rằng, tượng tỷ hưu đặt trong nhà có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, mang lại vận mệnh tốt cho gia chủ và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Vị trí đặt tượng phải tìm hướng tốt mới phát huy tác dụng, nhất là hướng sanh khí, sau là thiên y, diên niên, phục vị. Thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ hay còn là cóc ngậm tiền bằng đá hay cóc ba chân, được biết đến là vật phẩm may mắn trong công việc, làm ăn, công danh, sự nghiệp, thi cử, cũng như trừ tà, giải hạn cũng như mang lại sự bình an cho gia chủ tuổi Sửu. Nên những người kinh doanh sử dụng để hút tài lộc, trong nhà thì để biến xấu thành tốt, hoặc như một vật phẩm để tặng người khác khi có dịp hỷ sự. Cây cảnh phong thủy theo mệnh người tuổi Quý Sửu. Nhìn chung, người tuổi Quý Sửu sẽ rất hợp với cây phong lộc, cây dứa, nến cảnh, loại cây này rẻ. Với người tuổi Sửu, có một chậu phong lộc để ở nhà hay làm cây cảnh để bàn tại nơi làm việc sẽ tiếp cho họ thêm động lực, sức mạnh trong cuộc sống và mang lại tài vận dồi dào hơn. Tuổi Quý Sửu mệnh mộc nên chọn cây cảnh có màu xanh dương và xanh lá như phát tài, tùng, trúc, cúc, mai, thiên tuế, vạn tuế, cây tình yêu, thanh tâm, tùng la hán, ngọc bích, sen xương rồng,
phát tài, kim ngân, ngọc ngân, cây đế vương, cây cao cảnh sẽ giúp gia đình luôn an khang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư giả và viên mãn luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Giữ chữ tín. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lường gạt người khác, với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự lăng loạn về đạo đức. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác, kinh lục độ tập đã chỉ, thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo giàu sang mà sống. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người làm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Thực tế cho thấy sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp còn phải luôn tâm niệm, dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính, để tạo nghiệp thiện, mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực tinh tế của trí tuệ. Có như vậy bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 2. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt, để làm giàu. Chúng ta không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt, với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Thế nên, Khổng Tử từng dạy trò học hỏi điều hay lẽ phải từ những người bạn, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử còn cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh. 3. Siêng năng, chăm chỉ. Có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nay làm chỗ này, mai lại chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì, bất chấp khó khăn mà nóng vội, muốn làm giàu mau chóng, sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể hoặc thậm chí mất cả chì lẫn chài. Như vậy chỉ uổng phí thời gian và công sức mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn. Vì vậy, để thành công và giàu có thì cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài, gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng nút thắt để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. Bí quyết làm giàu cơ bản là làm việc đổ mồ hôi, chưa hẳn chăm chỉ sẽ thành công, nhưng lười biếng chắc chắn sẽ thất bại. 4. Giúp đỡ, chia sẻ người xung quanh. Đây là một trong những cách quan trọng mà bạn cần phát huy nếu muốn làm giàu không mất phước theo lời Phật dạy. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiếm. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo, giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với những khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban cho người nghèo, nhờ vậy mà cuộc sống mới dần tốt lên được. 5. Phải biết tiết kiệm. Làm giàu theo lời Phật dạy còn là phải biết tiết kiệm. Có người khi có tiền thì sử dụng một cách hoang phí vào các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội như ma túy, rắc gái, hoặc do lòng ham muốn có được nhiều tiền nhưng không phải đổ mồ hôi qua một canh bạc, thì từ chỗ là người đầy tớ trung thành, đồng tiền trở thành con rắn độc, quay lại cắn ta, biến ta thành kẻ trắng tay lúc nào không hay. Bởi vậy, muốn được giàu có ta phải siêng năng làm lụng và tiết kiệm, sử dụng khéo léo, khôn ngoan, đồng tiền để nó trở thành công cụ tiếp tục kiếm ra tiền, mà không rơi vào sai lầm mà con người thường hay mắc phải là tay phải làm ra tiền tay trái vãi đi. Phật giáo luôn khuyến khích việc tiết kiệm tiền của, nếu không biết tiết kiệm, bạn sẽ phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính. Đặc biệt những lúc ốm đau, bệnh tật, nếu không có sự tích trữ của cải,
thì một cá nhân hay một quốc gia chắc chắn rơi vào nợ nần chồng chất. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.